Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa ban hành các quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa và chấm dứt phong tỏa đối với một số khu vực trên địa bàn quận để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 3 phường An Khánh, Phạm Di, hẻm Tổ 1, khu vực 3 phường An Khánh với diện tích khoảng 3.100 m2, tổng số 14 hộ, 242 phòng trọ với 400 khẩu. Thời gian phong tỏa từ 8 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực Ba Sông Hậu thuộc phường Cái Khế, phạm vi từ khu phong tỏa cũ mở rộng ra theo hướng từ nhà số 1 trên 120 đường Trần Phú đến hẻm số đỏ Cặp Rạch Khai Luông và từ nhà số 5 trên 35 trên 13 đường Trần Phú đến hẻm số đỏ đến nhà số 1 trên 125 đường Trần Phú hẻm số đỏ một phần các tổ nhân dân tự quản số 9, 12, khu vực 3, sông Hậu, với diện tích 20.000m2, 20, tổng số 170 hộ với 646 khẩu. Thời gian phong tỏa từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 4 phường Hưng Lợi, Phạm Di, khu nhà trọ Trần Thị Ánh và Trần Kim Nhàn, địa chỉ số 221 trên 20 đường Nguyễn Văn Linh, tổ nhân dân tự quản 44B, khu vực 4 phường Hưng Lợi, với diện tích khoảng 700 m2, tổng số 2 hộ, 18 phòng trọ với 39 khẩu. Thời gian phong tỏa từ 11 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cũng ban hành các quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế đối với một số khu vực trên địa bàn quận. Chấm dứt biện pháp áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với một phần khu vực một phường An Bình. Phạm Di một phần tổ 5A hẻm 4 đường Trần Dĩnh Kiết từ số nhà 548 trên 84 đến nhà số 548 trên 135 trên 7, khu vực 1 phường An Bình, với diện tích khoảng 1,5 hecta tổng số 41 hộ với 138 khẩu, thời gian chấm dứt kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Chấm dứt áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với một phần khu vực 5 phường An Bình, Phạm Di, một phần đường số 3 từ nhà số 01 đến nhà số 09 và toàn bộ đường số A5, A6, A7, A8, khu dân cư 3A, tổ 3A, khu vực 5 phường An Bình, với diện tích khoảng 2 hecta, tổng số 84 hộ với 342 khẩu. Thời gian chấm dứt kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021.